Chào các bác. Các bác có thấy là rủi ro khi bán hàng cho các bác không? Đôi loa trị giá 6 triệu đồng mà bây giờ thì nó như thế này đấy các bác. Các bác có tin được không? Chán đời luôn đúng đúng không không các bác? Buôn bán thế này thì còn lãi lờ gì nữa? Em không trách nhân viên bưu điện đâu. Em gửi tất cả các nơi rồi, bưu điện này, Viettel này, giao hàng nhanh này, giao hàng tiết kiệm này, đủ các thể loại, nhưng mà vẫn không đâu tốt cả các bạn, vẫn là vận chuyển rất là kém. Đấy, nên các bác hiểu cho em là không ai muốn một cái sản phẩm của mình đến tay người mua mà nó lại bị lỗi như này, nó bị dập như này. Và với em phải nói là em chuyển cho một bác là chuyển hai đôi vào thì bị tình trạng như này, hai hai đôi luôn. Đấy. Hai đôi có trị giá là 12 triệu mà bị cái tình trạng vỡ hết như thế này các bác. Nhìn có chua xót không? Các bác thấy là quá rủi ro đúng đúng không các bác? Rủi ro từng ly từng tí một. Quá là chưa xong. Đây, giấy tờ còn nguyên, hàng thì hàng mới đây, mà bây giờ nó thành nát bét như này, nhẹ tay em ơi, nhẹ tay không hỏng cái bát. Nhẹ tay, cái bát này nó rất là nặng. Cái củ từ nam châm này nó rất là nặng các bác này. Củ từ nam châm của con chép này rất là nặng này. Đấy. Cuối cùng thì cũng đã tan nát rồi. Đấy, các bác có thấy là rất là nguy hiểm, đập phá, tan nát hết. Các bác thông cảm cho em nhé. Bác nào nhận được hàng có mà bị dập, bị vỡ thì các bác thông cảm giúp em, vì thật ra là em cũng không muốn như thế này, thật sự là không muốn như này các bác nhé. Vì người bán hàng thì muốn là những sản phẩm của mình đưa đến tay khách hàng thật là tốt mà không phải chuyển đi chuyển lại nhiều, mà các bác bách những hàng này về cho em là em chịu phí hết. Một đôi loa này em gửi không dưới 500 nghìn, không dưới 600 nghìn một đôi. Nên là gửi chậm còn gửi nhanh cho đến 1 triệu 2 các bác nhé. Đấy, mà nó bị như thế này thì các bác có thấy nó chua xót cho em không? Gỗ mở để ép các bác này. Đấy, các bác thấy là nó rất là buồn, thật sự là rất là buồn. Vì về tới tay em thì nó như khi đi thì rất là đẹp mà khi về thì tan nát thế này rồi. Thật sự là em không chua xót cái tiền vận chuyển, em chỉ chua xót cái loa này thôi, vì nó tiếng nó hay mà bây giờ nó như thế này thì còn sử dụng làm sao cũng nữa. Nên các bác phải hiểu giúp em là khi vận chuyển đường xa em luôn bảo đảm cho các bác nhất. Nếu mà không bảo đảm như này thì các bác cứ bách về cho em thôi, chứ còn đâu một vài cái lý do mà nó ví dụ nó không vỡ như này, nó chỉ bị một tí sứt, ví dụ những cái vang cái lọc nó chỉ bị sứt một tẹo thôi, thì các bác giúp em nhận giúp em, còn không nhận cảm thấy không nhận được các bác bách về giúp em. Còn đâu cái này thì rủi ro thì rất là buồn các bạn, mất trắng luôn đấy, như thế này là mất trắng luôn, và lượng hàng thì em bán không phải là ít. Đấy. Các bác nhìn một cây này của em chỉ trong chưa đầy một tháng là đã hết. Các bác biết là em bán hàng nó số lượng lớn như này, nhưng mà thật sự là rất chua xót các bạn, thấy mà tiếc. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video của em, một video chia sẻ với các bác là khi vận chuyển này thật ra là nó vô cùng lắm các bạn. Chào các bác.